Thưa quý vị, sau 2 năm phải tạm dừng các hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, thì dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay chính là cơ hội để người dân tham gia các hoạt động vui chơi giải trí. Cùng với mở cửa các khu tham quan, thì hoạt động đua thuyền, văn hóa, văn nghệ đã thu hút đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh tham gia. Ngay từ sáng sớm, các điểm vui chơi ở thành phố Hưng Yên có đông đảo người dân tới tham quan. Điểm nhấn là giải đua thuyền truyền thống được tổ chức vào 7 giờ 30 phút sáng tại Hồ Bán Nguyệt với sự tham gia của 11 đội cùng trên 100 vận động viên. Hoạt động đua thuyền không chỉ đơn thuần là giải đua thể thao mà còn là hoạt động văn hóa truyền thống, tạo không khí sôi nổi, tăng cường mối đoàn kết trong nhân dân và cổ vũ phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Giải thu hút hàng nghìn người dân tới xem và cổ vũ. Cũng lâu lắm rồi là bọn em cũng chưa có những cái hoạt động được đi chơi như này ở ngoài trời. Thế nên là em thấy rất vui tại vì thấy những hoạt động này rất bổ ích. Ngày 2 tháng 9 có lễ hội bơi trải và có rất nhiều lễ hội khác ở quảng trường cũng như là ở bờ hồ. Sau 2 năm nghỉ dịch thì em được quay trở lại đây và em cảm thấy không khí ở đây rất là vui nhộn và khiến cho em cảm thấy yêu quê hương mình hơn rất nhiều. Một trong những sự kiện được mong đợi nhất trong chuỗi hoạt động chào mừng lễ Quốc khánh năm nay là chương trình ca múa nhạc diễn ra vào 8 giờ tối nay tại khu vực quảng trường Nguyễn Văn Linh. Từ nhiều ngày trước đó, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện như tập luyện, dựng rạp với quy mô rộng lớn để đón nhân dân tới cổ vũ và thưởng thức. Bắt đầu từ đầu tháng 8 là chúng tôi đã triển khai hết các hoạt động và sau đó thì nó diễn ra qua ngày mùng 2 tháng 9 và công tác tuyên truyền sẽ kết thúc vào ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng 9. Một cái hoạt động thu hút được đông đảo bà con nhân dân trong tỉnh Hưng Yên cũng như là các cái tỉnh như là Hà Nam, Thái Bình về tham dự. Cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao không thể thiếu các điểm vui chơi. Điển hình như tại Bảo tàng tỉnh, ngoài được thưởng thức chương trình văn nghệ, khách tham quan còn được trải nghiệm qua các gian trưng bày sách, ký ức thời chiến hay khu vực quảng trường Nguyễn Văn Linh thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân ở nhiều độ tuổi tới vui chơi. Gia đình chúng tôi cùng đến với Bảo tàng Hưng Yên để thăm lại ký ức lịch sử của cách mạng tháng 8 mùng 2 tháng 9. Hy vọng là các con thế hệ trẻ mai sau cũng sẽ tiếp nối các truyền thống của cha ông để xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh hơn. Con được bố mẹ đưa đến đây là con cảm thấy rất là vui. Con muốn có được nhiều cơ hội để đến đây chơi hơn nữa. Em cho các cháu nhỏ vào đây xem. Thì chúng rất là thích những cái hoạt động dịp kỷ lễ 29 này. Tết độc lập năm nay ở thành phố Hưng Yên còn được tô điểm thêm bởi không khí sống động, rực rỡ của Tết Trung thu đang cận kề.